Xin kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh tin mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được kênh tin mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá Việt Nam ngày 3 tháng 10 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Bản tin hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đội tuyển Việt Nam họp khẩn cấp sau chấn thương Xuân Trường. Hỗ luyện viên Park Hang-seo tiếp tục nhận tin không vui từ học trò. Gây sốt ở Hà Lan, huấn luyện viên SC Hirven giao nhiệm vụ cho Văn Hậu. Thầy Park dùng tuyệt chiêu để hồi sinh công phượng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia, hội ý chiến thuật sau chấn thương Xuân Trường Chiều ngày mùng 2 tháng 10, buổi tập của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam diễn ra trong sự căng thẳng nhất định. Chấn thương của tiền vệ Lương Xuân Trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của đoàn quân giới trướng huấn luyện phiến Park Đây là khoảng thời gian quan trọng với cả đội tuyển Việt Nam lẫn U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng phía trước. Dù vậy, huấn luyện phiến Park vừa nhận một tin dữ khi tiền vệ Lương Xuân Trường dính chấn thương nặng và có thể phải nghỉ thi đấu từ 9 tháng cho đến 1 năm. Cũng bởi chấn thương của Xuân Trường, không khí buổi tập chiều ngày 2 tháng 10 của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam diễn ra nặng nề hơn. Không có những tiếng cười đùa như mọi khi, thay vào đó các học trò của huấn luyện viên Park Seo khởi động kỹ lưỡng để chuẩn bị cho buổi tập. Trước đó, cả tuyển Việt Nam lẫn U22 Việt Nam đều có buổi họp chiến thuật quan trọng trước trận đấu. Có thể nói, song hành với các phương án chiến thuật, giờ đây một nhiệm vụ quan trọng khác của thầy Park đó là giữ cho đôi chân của các học trò được lành lặn. Sắp đấu Malaysia, nhưng tuyển Việt Nam hiện thiếu vắng nhiều trụ cột. Nhóm cầu thủ của Hà Nội FC cũng thi đấu trong buổi chiều ngày mùng 2 tháng 10 với câu lạc bộ 25 tháng 4 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nên nhóm này sẽ chưa thể hội quân. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin không vui từ thủ môn Nguyên Mạnh. Sau võ huy toàn và xuân trường, huấn luyện viên Park Hang-seo lại nhận thêm tin không vui từ chấn thương của thủ thành Nguyên Mạnh. Chiều ngày mùng 2 tháng 9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Như thường lệ, huấn luyện viên Park Hang-seo dành khá nhiều thời gian trao đổi với các cầu thủ trước buổi tập. Sau đó, ông thầy người Hàn Quốc đã gặp riêng thủ thành Nguyên Mạnh và tiền vệ Võ Huy Toàn. Trong hai cầu thủ này, Văn Toàn đang có những tín hiệu tốt hồi phục chấn thương rách bắp đùi, nhưng Nguyên Mạnh lại có dấu hiệu căng cơ. Thủ thành Sông Lâm Nghệ An trao đổi khá lâu với huấn luyện viên Park Hang-seo Trước khi phải tập riêng cùng bác sĩ Choi ở một góc sân, không phải là một chấn thương nghiêm trọng, nhưng rõ ràng việc Nguyên Mạnh không có thể trạng tốt nhất ở thời điểm này khiến huấn luyện viên Hang-seo khá lo lắng. Nguyên Mạnh chính là thủ môn để thủng lưới ít nhất V-League, được đánh giá là người gác đền số 2 ở đội tuyển Việt Nam sau Đặng Văn Lâm. Như vậy sau Võ Huy Toàn và Xuân Trường, Nguyên Mạnh là thương binh mới nhất ở đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Hang-seo dù luôn có phương án dự phòng nhưng rõ ràng nếu có thêm bất cứ ca chấn thương nào nữa, ông sẽ đối mặt với bài toán nan giải về lực lượng. Cho đến hôm nay, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có đủ quân số. Phải tới ngày mùng 7 tháng 10 tới, sau khi các cầu thủ Hà Nội và ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Đặng Văn Lâm, Công Phượng, Văn Hậu hội quân, trong đó trong tay huấn luyện viên Park seo mới có đủ lực lượng. Ở buổi tập chiều ngày mùng 2 tháng 10, huấn luyện viên Park seo đã yêu cầu báo chí phải rút ra khỏi khuôn viên sân tập. Được biết, ông Park đã tỏ ra không hài lòng khi một số hình ảnh về chấn thương của tiền vệ Xuân Trường xuất hiện trên các mặt báo, dù đó là khoảng thời gian đội tập kín. Vào lúc 20 giờ tối ngày 3 tháng 10, đội tuyển Việt Nam có trận đá tập nội bộ với U22 Việt Nam. Đây là cơ hội cuối để huấn luyện viên Park hang đánh giá lại năng lực của từng cầu thủ, bên cạnh đó là tiếp tục thử nghiệm nhân sự lối chơi. Ở trận gặp nhau trước đó, U22 Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng sau loạt luân lưu. Gây sốt ở Hà Lan, Huấn luyện viên SC Heerenveen giao nhiệm vụ cho Văn Hậu. Màn trình diễn ấn tượng cùng đội dự bị cộng với những động thái mới đây của Heerenveen báo hiệu Văn Hậu sắp có cơ hội tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đêm thứ hai, đội Văn Hậu đã ra sân trong trận đấu của đội dự bị Heerenveen gặp Heracles Omlov ở vị trí hậu vệ cánh trái và chơi trọn 90 phút. Nhìn chung màn trình diễn của tuyển thủ quốc gia Việt Nam khá ấn tượng, anh có những tình huống tranh chấp dũng mãnh thậm chí tự tin đi bóng và dứt điểm về phía cầu môn đội bạn. Kết quả Hirven hòa Heracles Omelo một đều. Màn trình diễn của Văn Hậu đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Thậm chí những hình ảnh về hậu vệ 20 tuổi thu hút hơn 24.000 lượt thích, hơn 800.000 lượt bình luận trên trang Facebook chính thức của Hirven, nhiều gấp đôi hình ảnh về trận đấu với Velo thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan cuối tuần qua. Đó là trận thứ hai liên tiếp Văn Hậu có mặt trên băng ghế dự bị nhưng không được ra sân còn Hirven xuất sắc giành chiến thắng 3-0. Lucas Wernerberg, hậu vệ trái số 1 câu lạc bộ và cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Văn Hậu, cũng thi đấu rất xuất sắc. Đáng nói hơn, huấn luyện viên trưởng Johnny Jansen bất ngờ chê bai thậm tệ màn trình diễn của các học trò. Đầu tiên tôi thấy các cầu thủ đã để lộ quá nhiều khoảng trống, tạo điều kiện để đối thủ dễ dàng kiểm soát tuyến giữa. Tòa đội phải thi đấu gắn kết hơn, từ hàng công tới hàng thủ. Hàng công chơi không tốt, trong hiệp 2, chúng tôi lựa chọn lối đá phản công và đã có thời cơ của mình. Nhiệm vụ của các cầu thủ là phải phòng ngự chắc chắn và ghi những bàn thắng tiếp theo. Dù sao chúng tôi cũng không để thùng lưới. Điều khiến tôi thực sự thất vọng là các cầu thủ quá vô trách nhiệm trong những pha xử lý bóng. Rất nhiều khoảnh khắc, chúng tôi có cơ hội phản công hoặc chỉ đơn giản giữ bóng chắc, chờ phối hợp tấn công, nhưng họ làm rất tệ. Huấn luyện viên Johnny Jansen vốn rất công tâm, chỉ lựa chọn cầu thủ đa chính dựa trên phong độ chứ không phải tên tuổi hay truyền thông. Đó là lý do Alan Halilovic, người được mệnh danh là Messi Croatia, từng có thời gian khoác áo Passa, AC Milan cũng chưa có cơ hội thi đấu dưới thời chiến lược gia 44 tuổi. Tuy nhiên dù muốn hay không, người hâm mộ Việt Nam phải thừa nhận hiệu ứng mạng xã hội sẽ ít nhiều thu hút sự chú ý của huấn luyện viên Johnny Jansen. Cách đây một tuần, chiến lược gia 44 tuổi đã dành nhiều lời khen cho Văn Hậu về phong thái tập luyện, thi đấu từ khi gia nhập Hiroven. Ông cũng chỉ ra điểm yếu ngoại ngữ của cậu trò mới, khiến anh chưa thể lĩnh hội hết ý đồ chiến thuật, hòa nhập cùng đồng đội. Ông nói thêm, tình hình của Văn Hậu lúc này cũng giống như tuần trước, cậu ấy sẽ có thời gian để thích nghi với đội bóng mới. Cậu ấy đã chơi chọn 90 phút trong trận đấu của đội dự bị SC Heerenveen hôm 30 tháng 9 và tôi đã nhìn thấy tiềm năng của hậu vệ này. Câu lạc bộ sẽ giúp đỡ hết sức để hỗ trợ cho Văn Hậu. Điều đó cho thấy huấn luyện viên Johnny Jansen luôn để mắt tới Văn Hậu và không loại trừ khả năng trao cơ hội cho ngôi sao đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sau màn say tóc của các cầu thủ đội 1 ở trận thắng Velo. Thầy Park dùng tuyệt chiêu để hồi sinh công phượng Công phượng đang mất tích trong màu áo St. Judens. Mặc dù vậy, người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào biệt tài hồi sinh cầu thủ của Thầy Park nên nhớ Đông Nam Á được định vị là vùng trũng trên bản đồ bóng đá thế giới và vẫn chưa có cầu thủ Việt Nam nào thành công tại trời Âu. Vì vậy, việc Nguyễn Công Phượng đang lạc lối tại St. là điều rất bình thường, không có gì ngạc nhiên. Thậm chí nếu so với Lee seung gu tài năng triển vọng của bóng đá Hàn Quốc, từng được đào tạo tại Barcelona, Công Phượng còn làm tốt hơn với khoảng 20 phút thi đấu cho đội 1 St. và ghi bàn ở trận đấu tập cùng đội trẻ. Ngược lại, Li Chiangu đến thời điểm này vẫn chưa có cơ hội ra sân trận nào cùng Corinthians. Huấn luyện viên Park Hang-seo có lý do để bận tâm về phong độ của Nguyễn Công Phượng. Đơn giản là CP15 cùng với Đỗ Văn Hậu là hai cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam có cơ hội đạp cỏ thực chiến tại trời Âu, nhưng lo lắng là một chuyện, thầy Park cũng phải tính đến những phương án khác mang lại những kết quả tối ưu nhất cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, Công Phượng chưa đạt phong độ đỉnh cao, ít nhiều ảnh hưởng đến sức mạnh của Rồng Vàng. Mặc dù vậy thực tế chứng minh đội tuyển vẫn chạy tốt dựa trên nền tảng lối chơi tập thể chứ không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Trung vệ Trần Đình Trọng, cầu thủ đa năng Phan Văn Đức dính chấn thương nặng nhưng thể Park vẫn tìm ra giải pháp khắc phục đưa đội tuyển tiến lên phía trước. Dưới thời huấn luyện viên Park seo cầu thủ giành vị trí đá chính phải đạt phong độ cao, thể lực sung mãn, quen thuộc với cách vận hành chiến thuật 3-4-3. Nếu thiếu một trong những tiêu chí trên, dù là ngôi sao cũng phải ngồi dự bị. Trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 hôm 5 tháng 9, Công Phượng không được chọn đá chính, vào sân thay người từ hiệp 2. Trước đó, CP15 cũng đóng thế khi Việt Nam đụng độ Thái Lan trong khuôn khổ Kings Cup 2019. Thầy Park là người hiểu rõ những ưu nhược điểm của từng học trò, đặc biệt là thế hệ vàng từng vào sinh ra tử cùng ông tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Phù thủy Park Hang Seo không ít lần trổ tài đánh thức tiềm năng của các học trò chưa đạt phong độ cao tại câu lạc bộ như trường hợp Hà Đức Trinh ở vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 năm 2019. Hay mới nhất là ông Park hồi sinh Nguyễn Tuấn Anh trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Khó khăn mà công phượng đang trải qua tại St. Jordan's là một phần thử thách cực đại của bóng đá chuyên nghiệp tại trời Âu. Theo quan điểm của người viết, CP15 vẫn là một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất của bóng đá nước nhà thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy tin rằng với biệt tài kích tiềm năng của các cầu thủ, Phù thủy Park Hang Seo sẽ có cách giúp công phượng tìm lại bản năng sát thủ trong hai trận đấu gặp Malaysia, Indonesia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.